Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các ngươi hãy ở nhân từ như Cha các ngươi là đấng nhân từ. Đừng xét đoán thì các ngươi khỏi bị xét đoán. Đừng kết án thì các ngươi khỏi bị kết án. Hãy tha thứ thì các ngươi sẽ được tha thứ. Hãy cho thì sẽ cho lại các ngươi. Người ta lấy đấu hảo hạng đã dằn đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo các ngươi. Vì các ngươi đông bằng đấu nào thì cũng sẽ được đông trả lại bằng đấu ấy. Đó là lời Chúa. Nếu đông bằng đấu nào thì sẽ bị đông trả lại bằng đấu ấy, thì thật là thật là khủng khiếp đối với cuộc đời mỗi người chúng ta. Vì anh chị em cứ xét mà xem, trong cuộc sống này mình làm tội dễ hơn làm phúc. Không tin cứ nghĩ lại mà xem, hở ra một giây, hở ra vài phút là để nói xấu người khác rồi. Chúng ta ngồi bên cạnh nhau, có bao giờ mình khen ai đâu, cho bằng là mình chê người ta nhiều hơn. Mà nếu Chúa bảo rằng cứ đông đấu nào thì sẽ trả lại bằng đấu ấy, thì đúng là cuộc sống mai sau của chúng ta đang bị đe dọa. Thế nhưng chúng ta tin tưởng rằng tình thương của Chúa, nếu ngày nào anh chị em và tôi chân thành nhận ra chính mình, biết ăn năn thống hối, tình thương ấy là dịp để chúng ta nhận ơn tha thứ. Tình thương ấy là dịp để chúng ta lớn lên trong ơn thánh của Người. Vậy cho nên càng sống trong đời sống này nhiều năm bao nhiêu, thì cái mà chúng ta cần phải chuẩn bị cho mình đó là lòng sám hối ăn năn, đó là thường xuyên nghĩ lại bản thân và khám phá tình yêu thương Chúa dành cho mình. Đó là việc chúng ta làm sao khi ý thức thì phải sống để cho mình trở thành người có nhân có nghĩa, có hậu có đức với người xung quanh, có nhân có ái với anh chị em, với những người cùng sống với ta. Có như thế thì may ra chúng ta mới có dịp lúc này lúc khác bước đi những lỗi lầm, những thiếu sót, và thậm chí cả những lỗi lầm, những thiếu sót do chính chúng ta cố tình gây nên, do chính chúng ta cố tình phạm. Chúng ta xin tình yêu của Chúa hãy tha thứ. Và như chúng ta đã từng có lời thánh vịnh mà mình nhiều lần mình nghe, mình đọc: Lạy Chúa, nếu Chúa chấp tội thì nào ai đứng vững. Đúng vậy, nếu Chúa chấp tội chúng ta sẽ tan nát. Xin cho tất cả mỗi người chúng ta vận mình, ý thức bản thân và nỗ lực cố gắng để nhận ra chính mình mà trở về với Chúa, mà sống cho đàng hoàng với anh chị em. Nhưng mặt khác càng tin tưởng hơn nữa, cậy trông hơn nữa vào tình yêu của Chúa, để với tình yêu ấy chúng ta mới có thể hy vọng đứng vững trước mặt Chúa trong ngày Chúa đòi mình phải ra xét xử trước nhan của Người.